Cái nào không ăn được đâu. Đói lắm hả? Dạ. Mấy ngày rồi chưa ăn? Dạ 2 ngày. Thôi con đứng đây đi, cô lấy đồ ăn cho con nha. Dạ. Đứng yên đây nha. Dạ. Nè. Con cảm ơn cô. Con ăn liền đi. Còn mấy phần còn lại á, con đem về nhà ăn dần dần nha. Dạ. Nè. Cái gì vậy? Hả? Nhỏ đó là nhỏ nào? Tự nhiên cái đưa quà cho nó có biết nhận quà không? Đưa cho nó rồi thiếu cho người khác rồi sao? Con cầm con ăn đi. Nè. Đi làm gì lớn tiếng vậy? Mình mở phát quà từ thiện là phát quà cho những người khó khăn, ai cũng được lấy chứ. Làm cái gì mà bắt buộc phải có phiếu hay không có phiếu mới được lấy?